phần mới. Đó là phần nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần phong. Phong. Phong for web thì đúng hơn chứ không phải là trong CSS nữa. For web. Thì các bạn biết đến phong nào các bạn? Thì ở đây cái này nó gần giống như kiểu là các bạn tìm hiểu Bootstrap ấy. Nó là một cái, thì phong này nó là một thư viện về phong và nó cũng sẽ có cách dùng. Thì thông thường các bạn sẽ biết nhiều đến Google Phong đúng không? Ngoài ra thì còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa các bạn? Như ở buổi trước chúng ta cắt giao diện, các bạn sẽ thấy là cái giao diện của nó sẽ có những cái phần mà chúng ta hoàn toàn có thể dùng phong được. Thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn làm cái việc đó. Ngoài ra chúng ta có một cái phong nữa là phong awesome. Đây, đó. Thì anh sẽ giới thiệu cho các bạn về phong awesome trước. Đây, những cái icon như thế này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phong được. Đó, những cái này này. Ok chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ có phong awesome. Awesome, anh viết đúng nhỉ? Awesome, anh hay viết sai lắm. Phong awesome phong. Đây. Đó. Thì tất cả những cái thư viện phong này nó đều có cách sử dụng của nó các bạn nhé. Và nó có document của nó, chúng ta sẽ phải theo thôi. Khi mà chúng ta muốn sử dụng bất kỳ thư viện nào thì chúng ta sẽ bám theo document của nó. Ok chưa? Thì để sử dụng phong awesome thì chúng ta sử dụng nó như thế nào? Anh sẽ mở document của nó lên. Cái version hiện tại của nó anh nhớ không nhầm là đang là bản 5.x. Không rõ là 5 chấm mấy nữa. Đây, xong nó chậm đây này. Chờ một chút, anh sẽ đổi lại network. Rồi, nó nhanh hơn rồi. Vẫn khá chậm nhỉ. Sao chậm thế nhỉ? Đây, lớp mình nhìn được chứ? Các bạn có nhìn được không? Thì đây là phong awesome, đây là trang chủ của phong awesome. Thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được nó? Thì các bạn vào phần document này. Đó, ở đây này. Thì nó sẽ hướng dẫn rất là cụ thể cái cách để chúng ta có thể sử dụng nó. Thì việc đầu tiên để sử dụng nó thì các bạn sẽ phải download cái thư viện của nó về đã. Được chưa? Download nó về như thế nào thì anh sẽ làm như thế này để các bạn có thể xem nhé. Đây, thì các bạn thấy những cái hình như kiểu cái máy ảnh này chẳng hạn thì đều sử dụng phong awesome và chúng ta sẽ download nó về như sau. Đây, thì ở trên này nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để chúng ta có thể lấy nó về và sử dụng. Các bạn nhìn thấy ở đây bản hiện tại của nó là 5.15. Đó, ok chưa? Rồi, thì anh sẽ làm như sau, anh sẽ download nó về như sau. Đây, thì chúng ta sẽ có này, có những bản mất phí các bạn nhé. Chúng ta sẽ có những bản mất phí và có những bản phải trả tiền. À, có bản free và có những bản chúng ta sẽ phải bỏ tiền ra để mua. Được chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ download nó về. Thì ở đây anh sẽ download nó về như sau. Anh sẽ tải nó về. Hơi chậm một tí các bạn chị chờ một lát. Cái này là do đường truyền mạng thôi. Có, cái này có CDN để nhúng các bạn nhé. Nhúng trực tiếp. Nhưng mà khi các bạn làm các bạn nên download nó về. Đó. Thì ở đây nó ghi rất rõ là sau khi download về nó có những cái file nào. Đó. Được chưa? Có cả những file Spriter này. Cái mà hôm trước anh nói này. Anh nói về cái kỹ thuật Spriter CSS ấy. Thì đến khi mà anh dựng cái giao diện kia lên thì anh sẽ giới thiệu cho các bạn về cái kỹ thuật này. Đó. Thì khi tải về thì chúng ta quan tâm ở trong thư mục CSS thì có file on này và trong JS thì có file này. Chúng ta chưa kê đến cái phần sát với led.
được chưa? Đó, còn cái thư mục web form thì các bạn sau khi tải về các bạn có thể nhìn thấy, anh download nó về đã. Đây, anh sẽ download nó về và anh cho nó vào thư mục funnel 6 như thế này. Được chưa? Ở đây anh sẽ có form awesome như thế này. Chúng ta mở nó lên. Đây, giải nén nó ra. Đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhận được một cái thư mục như thế này. Và đây là phần form awesome. Form awesome này nó không phải chỉ dành cho web đâu nhé, mà nó còn dành cho cả mobile đấy. Khi mà các bạn làm app mobile thì chúng ta cũng sẽ có dùng nó. Ok chưa? Đó, bây giờ anh sẽ tạo ra một cái file. Anh sẽ tạo ra một cái file, ví dụ example ở đây để các bạn có thể nhìn thấy này. Thì cách dùng của chúng ta thì chúng ta dùng như thế nào? example1.html. Đó, chúng ta chạy nó lên. Ví dụ anh để là using form awesome 5.15. Khi mà các bạn dùng bất kỳ một thư viện nào, các bạn nên để cái version của nó đấy, để đến khi một vài năm sau các bạn xem lại thì các bạn cũng biết được là nó đang sử dụng version nào. Được chưa? Thì cách dùng của nó là sau khi mà chúng ta nhúng về rồi, chúng ta sẽ download về rồi, thì chúng ta sẽ nhúng file CSS vào như thế này. Đó, được chưa? Và chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ on.css. Đó, ok chưa các bạn? Chúng ta sẽ nhúng file on.css như thế này. Đó, thì anh sẽ nói về cái tư tưởng, cái cơ chế hoạt động của cái form awesome này như thế nào. Có nghĩa là thư viện form awesome nó đã xử lý hết cho chúng ta rồi, nó đã viết CSS sẵn hết cho chúng ta rồi, và ở trong đây nó sẽ định nghĩa cho chúng ta những cái class. Được chưa các bạn? Nó định nghĩa cho chúng ta những cái class, và class đó nó sẽ mỗi class đó nó sẽ tương ứng với một cái thuộc tính CSS. Các bạn hiểu đơn giản như vậy. Ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy cái FA3X này, thì quy định font size là 3M, 4 thì là 4M, kiểu như vậy. Đó. Và những mỗi cái class đấy nó sẽ tương ứng với một cái icon. Các bạn hiểu không? Nó sẽ tương ứng với một cái icon. Và icon ở trong font awesome thì nó là ảnh SVG như thế này. Được chưa? Thì cái ưu điểm của ảnh SVG có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ không bị vỡ khi mà chúng ta phóng to lên, phóng to cực đại hay là thu nhỏ cực đại, cực tiểu thì nó cũng sẽ không bao giờ bị vỡ. Đó, đấy là ưu điểm của ảnh SVG, được chưa các bạn? Thế nên nó được sử dụng trong cái việc dùng để làm phông. Ok chưa? Thì cách dùng của nó như thế nào? Thì cách dùng của nó như sau. Anh sẽ quay trở lại cái demo lúc trước. Đây, sau khi các bạn tải về thì các bạn nhúng vào thì đây, một cái class như này nó sẽ tương ứng với cái gì? Anh sẽ chạy lên để các bạn có thể hiểu này. Đó, thì sau này các bạn muốn sử dụng bất kỳ một cái phông nào, các bạn chỉ cần định nghĩa thẻ y với cái class như thế này, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn được cái phông icon của nó ở đây như thế này. Được chưa các bạn? Đó, và cái icon này các bạn hoàn toàn có thể quy định cái kích thước cho nó thông qua cái phông size. Đây, thì cái này có phông size càng lớn thì kích thước của nó càng lớn. Đây, anh để ví dụ như là 1M chẳng hạn. Đó, được chưa? Đó, được chưa? Thì mặc dù icon nó nhìn rất nhỏ nhưng đến khi các bạn cho nó lớn lên. Đó. Thì các bạn thấy thế nào? Icon này nó không bị vỡ. Đó, bởi vì sao? Đấy là cái ưu điểm của cái ảnh SVG này, được chưa? Đó, cái ảnh SVG này thì nó cho phép chúng ta có thể zoom, có thể kéo cực đại, nó không giống như ảnh bitmap JPG hay là PNG. Khi chúng ta thay đổi cái kích thước của nó sẽ làm vỡ, bị giãn cái ảnh đó ra, thì nhìn nó sẽ xấu, nó không còn giống như ảnh gốc nữa. Nhưng mà với cái ảnh SVG này thì chúng ta có thể thay đổi kích thước một cách thoải mái. Được chưa? Lớp mình hiểu không? Đó.
Và đây chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa được cái font size của từng cái icon mà các bạn muốn. Ví dụ các bạn muốn có font size là 4M thì các bạn chỉ cần SA4X như thế này thì ngay lập tức nó sẽ nhận một cái font nó lớn hơn như thế này. Đó, được chưa? Đó, còn cụ thể nó có những class gì nữa thì chúng ta sẽ phải học và làm nhiều với nó thôi. Đó, thì đây là một cái ví dụ để chúng ta sử dụng một cái icon ở trong font Awesome. Thì một số bạn sẽ hỏi là à, vậy ngoài sử dụng cái thẻ Y này thì sử dụng thẻ khác có được không? Thì sử dụng thẻ Span thì vẫn được nhé. Đây, thì các bạn cứ nên nhớ là sử dụng những thẻ thuộc kiểu inline thì vẫn được. Đây, bởi vì nó chỉ quan tâm đến class thôi. Ok chưa các bạn? Nhưng các bạn cứ để thẻ Y theo font Awesome nó sắp ghét. Ok chưa? Đó. Thế đây chỉ là một ví dụ về font thôi. Vậy anh muốn những cái font khác mà anh không biết là font Awesome nó có những cái font nào thì làm sao để chúng ta có thể biết được sử dụng nó, thì các bạn có thể tìm kiếm ở đây như thế này. Đó. Ví dụ các bạn search ở đây. Đó, nhấn search vào thì nó ra rất rất nhiều font như thế này. Rất nhiều icon như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem nó có những cái icon như thế nào. Thì lúc nãy anh vừa backup thì các bạn thấy đấy, nó có hơn 7.000 cái icon. Và các bạn muốn tìm thì các bạn có thể search, nó có công cụ search cho các bạn. Được chưa? Đây, các bạn vào phần icon này. Anh sẽ vào phần icon. Đó. Đây, các bạn kích vào icon ở đây. Anh không hiểu sao hôm nay mạng khá là chậm. Vẫn là mạng như mọi ngày các bạn dùng thôi. Đó. Ví dụ anh muốn lấy cái phông này, các bạn nhìn thấy cái phông này là cái phông nó dành gần như biểu tượng dành cho người khuyết tật thì phải. Trong giao thông thì nó đang là như vậy. Đó. Thì các bạn chỉ cần copy như thế này. Đó. Ok chưa? Các bạn đưa nó xuống đây. Sau đó các bạn chạy nó lên thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy có một cái phông này. Và chúng ta hoàn toàn có thể để cái kích thước chữ của nó lớn lên, ví dụ như là 6M chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy như thế này. Được chưa? Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể định nghĩa những cái class riêng của mình, ví dụ như là array, và chúng ta hoàn toàn có thể CSS riêng cho nó bằng cách là chúng ta sẽ, ví dụ anh muốn là quy định cái icon kia có màu orange chẳng hạn, thì anh chỉ cần để color như thế này thôi là orange, là ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy cái gì, các bạn sẽ nhìn thấy cái màu này. Đó, lớp mình hiểu về cái cách sử dụng chưa? Lớp mình hiểu chưa các bạn? Đó, và ở trên đây nó cung cấp cho chúng ta rất rất nhiều các icon khác nữa nhá. Các bạn có thể chủ động tìm hiểu thêm, các bạn chỉ cần nhớ cho anh cái class này là được này. Đó, copy nó vào. Ví dụ anh muốn lấy ra một cái phông khác có cái icon như thế này. Đây. Đó, được chưa? Anh sẽ để lại FA-6M chẳng hạn, 6X chẳng hạn. Thì ngay lập tức anh sẽ có một cái icon này. Trong 7.000 cái icon này thì không phải cái nào cũng ấy các bạn nhé, cái nào cũng miễn phí nhá, mà nó sẽ có những icon mà chúng ta bắt buộc phải trả tiền. Được chưa? Chỗ này chúng ta thiếu chữ FA. Đó. Các bạn thấy cái quy tắc đặt tên class của nó cũng khá là dễ nhớ. Fab và FA như thế này. Đó. Nó đang chưa nhận. Anh sẽ paste nó vào xem nào. À, class này lúc này nó lại khác này. Không phải là FAB như này mà FAL. Đó, kiểu như vậy. Thì với mỗi icon nó sẽ có những cái khác nhau. Đây, hình như cái này nó là bản mất phí thì phải. Cái icon này là cái mất phí thì phải. Anh đang không thấy nó hiển thị lên được ở đây. Đó, được chưa? Thì cái này chúng ta sẽ phải xem. À đây này, nó là Pro này, các bạn nhìn thấy không? Phải mất tiền thì mới dùng được. Đúng rồi. Đó, các bạn hiểu chưa? Tất nhiên là khi mà chúng ta làm thì
vài nghìn cái icon là cũng đã đủ để đáp ứng rồi. Còn những cái nào các bạn thấy thực sự cần thì các bạn có thể bỏ tiền ra để mua. Ok chưa? Về cách dùng thì chúng ta chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta chỉ cần tìm cái class của nó và đưa nó vào. Còn các bạn muốn thay đổi về kích thước, muốn thay đổi về màu thì chúng ta sẽ CSS thêm cho nó, được chưa? Ngoài ra thì chúng ta có thể kế thừa những cái CSS có sẵn của nó ở đây như thế này. Đó. Ok chưa các bạn? Pull-led này, là float-led này, đây. Đó, kiểu kiểu như vậy, đại loại như vậy. Được chưa? Rồi, thì đây là về font, về font icon. Còn về font chữ, tức là nó quy định về cái kiểu chữ ấy, thì đại đa số bây giờ chúng ta đang sử dụng Google Font. Google Font thì anh sẽ giới thiệu cho các bạn về cái Google Font. Phần này các bạn có thêm câu hỏi nào nữa không? Đây, cái này không mất tiền này, thì đưa vào nó sẽ được ngay này. Đó. Các bạn đưa vào đây như thế này. Đó, thì nó sẽ được này. Đây. Ok chưa các bạn? Rồi. Thì anh đi tiếp nha. Anh sẽ nói về Google Form. Google Form thì nó cung cấp cho chúng ta rất rất nhiều những form liên quan đến text. À sorry, Google Form. Đây. Đó. Thì khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ thấy là một bầu trời phông luôn. Được chưa? Thì mỗi phông ở đây nó đều có cái cách sử dụng của nó. Anh sẽ tạo ra một cái example.html. Đó. Được chưa? HTML. Và ở đây anh sẽ có để mang cho phần Google Form. Thì đối với Google Form thì chúng ta sẽ không phải là icon nữa, không phải sử dụng icon nữa, mà là nó quy định về cái kiểu nét chữ cho văn bản, được chưa? Thì ở Việt Nam mình, anh không biết những công ty khác như thế nào, nhưng mà anh làm những dự án ở Việt Nam thì đang sử dụng phông Rotobo này khá là nhiều. Đại đa số luôn là đang sử dụng cái phông này. Đó. Thì anh sẽ nói về cách sử dụng thôi. Cách sử dụng của nó thì các bạn có hai cách. Một là các bạn download nó về và dùng. Hai là gì? Hai là các bạn có thể nhúng trực tiếp, được chưa? Hay là còn gọi là CDN ấy. Nhúng bằng CDN. Thì khi mà sử dụng phông thì các bạn làm cho thị trường Việt Nam ấy, thì các bạn chỉ cần lưu ý một điều, đó là cái nét chữ của nó đối với tiếng Việt nó có bị lỗi hay không, được chưa? Nhiều phông nó sẽ bị lỗi tiếng Việt. Đó, thì cái đấy là cái mà các bạn lưu ý thôi. Còn đâu thì không vấn đề gì cả. Đây, anh lấy ví dụ anh sử dụng phông này. Thì ở đây nó đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách sử dụng rồi. Thì nó có kiểu những kiểu nét chữ như thế này. Các bạn muốn thêm vào thì các bạn chỉ cần ép nó vào như thế này. Đây. Đó, kiểu kiểu như thế này. Nó có những cái dạng nét chữ như thế này. Thì các bạn thêm vào thôi, những cái option về nét chữ. Sau đó các bạn có thể import như thế này, hoặc các bạn có thể link trực tiếp như thế này. Ở đây, như thế này. Đó, được chưa? Thì ở ví dụ 2 này anh sẽ link trực tiếp như thế này. Đó, này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Chúng ta sẽ link. Thì đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ nhúng cho cái phông kia vào. Nhưng nó sẽ chưa hết. Ví dụ trong đây anh sẽ có một cái thẻ H3 lập trình. .vn, anh giả sử như vậy. Chúng ta chạy nó lên. Thì đây chính là cái trang của chúng ta, nhưng phông của nó thì đang chưa nhận, được chưa? Để nó nhận phông nữa thì các bạn cần phải khai báo phông family. Như thế này thì chúng ta sẽ khai báo phông family. Phông family lúc này nó là cái này. Nó là cái mà chúng ta sẽ quy định ở đây như thế này. Đó.
Được chưa? Sau khi khai báo xong, anh sẽ chạy lại. Các bạn sẽ thấy có sự thay đổi như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Ok chưa? Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó có sự thay đổi như thế này. Được chưa? Đối với những phông khác cũng tương tự như vậy. Đây. Và nó có những cái option để các bạn có thể add vào. Ví dụ các bạn xóa đi này. Đó. Thì lúc này nó cũng sẽ khác đi. Được chưa? Thì lúc này nếu mà anh nhúng cái này vào thì nó cũng chắc chắn là chữ nó cũng sẽ khác đi. Đây. Nếu cái option đó nó thay đổi. Anh chạy nó lên này. Cái Google Phone này về tương lai anh nghĩ là nó cũng sẽ mất phí thôi. Đây, các bạn sẽ thấy này, nét chữ của nó. Đó. À, import là như thế nào? Import nó là như thế này. Đây, ví dụ chúng ta có một file style ở bên ngoài này. Được chưa? Anh nhúng file style này vào trong nhúng cái file style kia CSS và đó, được chưa? Và trong style thì anh sẽ định nghĩa phông. À, anh sẽ định nghĩa như thế này. Đó. Thì ở trong CSS nó, nếu các bạn có một file CSS khác mà các bạn muốn nhúng nó vào trang XAMPP 2 này mà không muốn khai báo thêm thẻ link này nữa thì các bạn có thể nhúng vào trong style. Thì cái thẻ link này đã nhúng, đã include, nhúng được cái file style vào trang này rồi mà trong link này lại có cái file đó, lại import cái khác thì nó sẽ, tất cả nó sẽ đi qua thông qua cái file style này. Đó, nó import vào đây thì trước sau gì nó cũng đi qua file style và nó sẽ import ra. Đây, thì cú pháp nhúng của nó sẽ như thế này. Anh chạy ra thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ như thế này và kết quả nó sẽ không thay đổi. Đó, các bạn hiểu về cái nhúng này chưa? Ở bài lần trước là bài nào ở vương? Thì các bạn có thể sử dụng import. Thì việc import này chúng ta có thể import được những file CSS khác nữa. Đây, ví dụ anh có một cái file gọi là custom CSS đi. .css tức là những cái mà chúng ta nằm ở bên ngoài ấy. Đây. Thì ví dụ anh có thể import như thế này. Cái URL của nó sẽ là custom.css. Đó, anh sẽ nhúng nó vào như vậy. Đây, được chưa? Ví dụ trong custom này của chúng ta có background màu đỏ chẳng hạn. Hoặc là color đi. Chúng ta sẽ để sao? Color sẽ là brown đi. Thì tất cả file custom kia lúc này nó sẽ nhận ở trong đây. Đó, nó sẽ có màu này. Được chưa? À, cái giao diện này có phông mất phí à? Anh cũng không để ý. Thảo nào các bạn làm anh thấy nó không giống. Phông nó cứ không giống so với trang gốc. Rồi ok, có một số chỗ anh nhìn. Các bạn có thể đối với những cái giao diện mà anh giao cho các bạn ở buổi trước đấy, thì cái đấy cũng là một phần để các bạn đưa vào trong CV nhé. Đưa vào trong CV sau này đi sâu cho nhà tuyển dụng ấy. Bởi vì hôm trước anh sửa lớp mình nộp ít lắm, nhưng mà những bạn đã nộp và anh đã sửa, có góp ý thì các bạn đã sửa lại rồi, thì anh thấy khá là ổn. Trước mắt là trang đó dùng được. Các bạn trau chuốt thêm một chút về phông chữ. Ví dụ như sau buổi hôm nay các bạn sẽ sử dụng phông cho những cái tiêu đề lớn của cái trang đấy, là Google phông thì nhìn nó đẹp hơn. Được chưa?
Thì lúc đấy các bạn apply nó vào trang của các bạn, sau này các bạn đi sâu cho nhà tuyển dụng thì các bạn có cái làm bằng chứng, đây chính là cái kinh nghiệm mà em đã tự làm và tự học được đó. Bởi vì khi các bạn mới ra trường thì chắc chắn là hỏi kinh nghiệm, thì kinh nghiệm những doanh nghiệp thì chắc chắn là không phải bạn nào cũng có cơ hội đi thực tập sớm. Tuy nhiên thì không phải cứ đi thực tập, cứ đến doanh nghiệp là mới có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm nó được tính từ lúc mà chúng ta bắt đầu học và làm với nó. Được chưa? Ok chưa các bạn? Rồi, đó thì anh giới thiệu thêm về cái phần import này. Đối với Google Form thì nó còn rất rất nhiều các form khác nữa. Các bạn có thể chủ động tìm hiểu thêm nhé. Các bạn thấy là có những cái form ở trên Google này có những cái cũng bị mất phí đấy, chứ nó không miễn phí 100% đâu. Ok chưa? Rồi chắc là anh sẽ chỉ demo cho các bạn một cái form như vậy thôi. Còn các bạn muốn sử dụng thì các bạn cứ chủ động vào đây xem nhé. Ví dụ ở đây các bạn để như thế này. Đó, muốn sử dụng cái nào chỉ cần add cho ta như thế này. Được chưa? Có thể đào về. Đó, anh thì anh sẽ hướng dẫn sử dụng trực tiếp cho nó nhanh. Cái này hình như mất phí đi. À, cái này không mất phí. Apache License thì không mất phí. Đó, kiểu kiểu như vậy, được chưa? Đó, các bạn có thể custom. Thì ở trên này có một cái lưu ý thôi, đó là đối với những cái form mà các bạn thấy nó không hỗ trợ tiếng Việt ấy, thì các bạn sẽ phải kiểm tra xem nó có hỗ trợ tiếng Việt hay không. Nó có một phần để kiểm tra cái việc đó đấy, nó có một cái phần để mà chúng ta có thể kiểm tra việc đó. Ví dụ anh quay trở lại đây, đây này, thì các bạn sẽ kiểm tra xem là nó có hỗ trợ tiếng Việt hay không. Anh nhớ là nó có một cái phần gọi là Unicode các thứ ấy. Thì nó giúp các bạn xem là phông này có dùng được tiếng Việt hay không, hoặc là cách nhanh nhất là các bạn có thể test luôn cái tiếng Việt vào đây, ví dụ test như thế này hoặc lập trình như thế này. Đó, các bạn test luôn như thế này, nó cái nào mà có vấn đề thì biết ngay, được chưa? Thì đây là cái cách để các bạn có thể xem trước được cái phông mà mình sẽ dùng nó như thế nào. Được chưa? Phần này ok chưa các bạn? Phần này dừng lại ở đây được chưa? Chúng ta sẽ đi dựng giao diện nhé. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái phần giao diện. Rồi, thì hôm nay anh sẽ cùng các bạn đi dựng giao diện cho cái bài của buổi trước mà chúng ta đã cắt. Tất nhiên là buổi này có lẽ là chúng ta sẽ không làm xong được đâu. Chúng ta sẽ làm đến đâu hay đến đó, rồi buổi sau chúng ta sẽ làm tiếp. Thì đây là cái giao diện của buổi trước. Ok chưa các bạn? Đó, thì anh sẽ đi dựng cái cấu trúc trang trước đã. Ok chưa? Thì anh cũng hy vọng là qua cái bài demo này thì sẽ giúp các bạn có thêm cái nhìn về cách các bạn triển khai và dựng một cái giao diện. Những bạn mà đã làm rồi và đi làm rồi, hoặc thậm chí đã làm nhiều rồi, thì có thể biết thêm, hoặc là có thể xem là cái cách của anh làm nó khác so với cách của các bạn làm như thế nào, và cái nào tối ưu hơn thì các bạn có thể góp ý nữa. Ok chưa? Đó. Rồi, anh sẽ quay trở lại cái bài này của chúng ta. Thì anh sẽ tạo ra một file ở đây, anh để là project.html. Anh sẽ sử dụng luôn cái file phông này, file style này, được chưa? Anh sẽ sử dụng file style này làm
phần CSS. Đó, anh sẽ dựng trang lên trước. Thì anh sẽ để là final project frontend class, Suntech frontend class. Đó, ok chưa? Trong đây thì anh sẽ nhúng luôn thẻ link cho file CSS luôn. Đó, được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ, vì chúng ta xác định là sau này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm, anh sẽ để luôn cái UTF-8 đây nhé. Và sau này chúng ta kiểu gì chúng ta cũng sẽ làm responsive. Nên là anh sẽ khai báo cái meta viewport ở đây. Cái meta name viewport thì anh sẽ khai báo luôn vào đây các bạn nhé. Đó, và content của nó thì anh sẽ để là width, với cái width bằng cái divide init tiêu scale thì chúng ta sẽ để nó là 1. Được chưa? Và chúng ta sẽ sync to fit. Đó, chúng ta khai báo trước nó như thế này. Ok chưa các bạn? Và ở dưới này thì chúng ta sẽ đi khai báo. Thì đầu tiên anh sẽ làm gì? Thì việc đầu tiên anh sẽ tạo ra cái gì các bạn? Cùng phân tích thôi. Cứ như từ trên mà xuống thì chúng ta sẽ có cái gì các bạn? Header của trang. Có một cái vết, có một cái cắt ở đây thì phải. Anh sẽ clear luôn cái clear slide rồi. Nhìn nó có một cái dấu vết. Thôi rồi, ok. Thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có phần header. Này, ok chưa? Phần header này. Header này anh sẽ dùng thẻ gì các bạn? Chúng ta cứ dựng lên thôi. Đó, chúng ta có header. Header của chúng ta thì chúng ta sẽ có những gì ở đây? Chúng ta sẽ, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những gì? Thì các bạn tính toán này, các bạn sẽ có một phần logo này, một phần menu này, và một phần liên quan đến cái phần cast shopping ấy. Được chưa? Thì ở đây các bạn sẽ có một cái div để chứa ba cái phần đó. Thì các bạn sẽ có một cái container. Các bạn sẽ nhìn cách mà anh dựng cái cấu trúc của trang. Đúng rồi. Thì container của anh thì anh sẽ có cái gì? Anh sẽ có một cái div có class là logo đi. Đó. Có logo ở đây. Và anh sẽ có một cái thẻ liên kết. Vì nó là text nên là anh sẽ để liên kết ở đây. Text Việt Nam. Được chưa? Tiếp theo anh sẽ có cái gì? Navigation. Anh sẽ để là menu. Đúng không? Navigation nó sẽ nằm ở giữa. Đây. Đó. Nó sẽ nằm ở giữa. Và một cái tiếp theo anh sẽ để nó, anh đặt tên là đây, danh sách các icon, shopping cart icon. Đây, thì anh sẽ để một cái div. Tại sao anh lại bố trí nó vào ba cái div như thế này? Tại vì ba cái này nó nằm ngang hàng nhau. Một này. Đó. Hai. Ba. Đó. Nó nằm ngang hàng nhau. Được chưa các bạn? Ok chưa? Thì trên menu thì menu chắc chắn các bạn sẽ nghĩ đến thẻ gì? ULLI đúng không? Ahref ở đây ví dụ chúng ta sẽ để là home chẳng hạn như vậy. Và các bạn nhìn thấy là ở đây màu chữ nó khác với những thằng còn lại. Có nghĩa là khi chúng ta click vào, hover chuột vào đấy, thì chúng ta sẽ có một cái class là active đi. Đó, copy sang cho những cái khác. Main gì nữa các bạn? Git gì nữa?
Không nhớ tách nữa. Bạn hoàn toàn có thể lấy tách ở đây như thế này. Rồi gì nữa? Đó, được chưa? Đó, thì đây là cái phần cấu trúc cho phần menu. Được chưa bạn? Còn phần ở trong đây thì sao? Chúng ta có danh sách các icon này. Thì mỗi cái icon này chúng ta làm một cái LI đi. Tạm tạm coi nó là như vậy đi. Được chưa? Mỗi cái này là một cái LI, không biết là bên phong ở sầm có hay không. Thì lát nữa chúng ta sẽ đưa nó vào. Đó, ok chưa? Thì anh sẽ để mỗi cái này là một cái LI và nó nằm ở bên trong cái class icon này. Anh sẽ nhúng luôn phông vào nhá để chúng ta nhìn thấy được. Thì ở đây anh sẽ nhúng phông vào, các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Anh sẽ làm chậm thôi. Chúng ta chưa chắc đã đi được nhiều đâu. Đó, chúng ta sẽ nhúng phông vào đây với cái đường dẫn là CSS on.cs. Đó, được chưa? Chúng ta quay trở lại cái phông awesome. Thực ra là do cái trang này chậm các bạn ạ. Trang này có thể là nó đang có rất nhiều ảnh, mấy nghìn ảnh nên nó khá là chậm, chứ không phải do mạng chậm đâu. Rất chậm. Đó, anh tạm thời anh ném ba cái phông linh tinh vào đã nhá, để nó không bị mất thời gian. Thì anh ném ba cái phông này vào. Đó, thì trong cái icon này của chúng ta sẽ có ba cái phông này. Sau này chúng ta sẽ xử lý tiếp cho nó, tạm thời như thế này đã. Đó, chạy nó lên. Siêu chậm. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Sau này chúng ta sẽ xử lý. Sau khi mà xong cái phần header rồi thì chúng ta sẽ có phần gì? Đây này. Thì chúng ta sẽ có phần này các bạn này. Phần slide. Phần slide này anh sẽ đặt tên một cái thẻ mà các bạn sẽ tự quy định tên. Ví dụ anh để là slide. Slider. Đó, được chưa? Các bạn đặt như thế này thì sau này các bạn mới có thành từng cái phần như thế này, các bạn quản lý code cũng dễ hơn. Được chưa? Và về cơ chế thì ở trong slide anh vẫn có một cái container. Đó, được chưa? Vẫn có một cái container. Và anh sẽ có cái gì? Và anh sẽ trong slide này thì các bạn hình dung là sau này chúng ta sẽ có rất nhiều các ảnh. Được chưa? Và mỗi cái ảnh này sẽ có một cái tag như thế này. Tức là mỗi cái ảnh chạy đây tương ứng với một cái item thì anh sẽ có một cái gọi là item như thế này. Đó, mà là các bạn để là slide item đi. Được chưa? Rồi, và trong mỗi slide item thì chúng ta sẽ có ảnh img. Anh sẽ lấy ra cái ảnh mà buổi trước chúng ta đang làm. Chúng ta sẽ có cái ảnh này. Đó, được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có một cái thẻ H2 để chúng ta chứa cái ảnh này, the best này. Thì cái the best của chúng ta sẽ phải chia nó ra. Bởi vì sao nó có hai màu. Các bạn có thể chơi theo kiểu selector dòng, nhưng ở đây anh sẽ chia như thế này. Chúng ta chạy nó lên, chắc chắn là cái trang của chúng ta nó sẽ hiển thị như này và nó vỡ như này, kệ nó đã nhé, các bạn chưa cần quan tâm vội. Đó, được chưa? Anh đang dùng mạng Viettel, cũng có thể như em nói đấy, do nhà mạng nữa. Đây thì những cái icon này này, những cái icon này chắc chắn là phòng awesome nó hỗ trợ, các bạn yên tâm. Đó, được chưa?
Tiếp theo chúng ta sẽ xuống phần gì? Chúng ta sẽ xuống đến phần này. Xuống đến phần này. Thì ở đây chúng ta sẽ làm gì? Đó, anh tạm gọi là anh sẽ có thêm một cái thẻ mới. Thẻ mới. Phần này thì chúng ta có thể nhân lên như thế này. Nhân lên nhé các bạn nhé. Sau này xử lý cho nó nằm đè lên nhau sau. Cứ nhân lên trước đã. Đó, ok chưa? Còn ở dưới này chúng ta sẽ có một cái thẻ mới. Anh tạm gọi nó là, chỗ này nó là gì nhỉ? Đây, lấy theo tiêu đề luôn. Có best seller. Best seller. Được chưa? Và trong đây thì chúng ta sẽ có một cái container. Chúng ta xác định làm theo flag ấy, thì giống như các bạn bạn nào đọc co của bút chat rồi ấy, lúc nào các bạn cũng sẽ thấy có một cái container hoặc là một cái row. Thì khi chúng ta làm theo cái này cũng tương tự như vậy. Được chưa? Ở trong đây thì chúng ta sẽ có cái gì các bạn? Chúng ta có danh sách sản phẩm. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ dùng ULLI ở đây. Được chưa? Thì anh sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ có LI đầu tiên. Đối với LI đầu tiên thì anh sẽ bọc nó trong một cái div. Được chưa các bạn? Anh có một cái H3 là best seller. Đó, một cái thẻ small để chúng ta thể hiện cái nội dung ở bên dưới này. Đó, và anh sẽ có một cái thẻ P để anh thể hiện cái đoạn văn ở đây. Một cái đoạn văn bản này. Cho bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái LI tiếp theo. Image thì chúng ta sẽ có sản phẩm tương ứng product 1. Đó. IMG. Đó được chưa bạn? Chúng ta sẽ có tên sản phẩm. Tên, vì chúng ta click vào tên sản phẩm thì chúng ta sẽ phải di chuyển được đi. Đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có cái gì? Giá của sản phẩm. Được chưa các bạn? Ok chưa? Và cái gì nữa các bạn? Ở đây là cái gì? Đây gọi là cái phần liên quan đến cái hành động của người dùng khi mà hover chuột vào đúng không? Họ có thể mua, họ có thể like, hoặc có thể compare. Được chưa? Ừ. Anh sẽ để như thế này. Anh có một cái div con ở trong đây. Đó. Có class ví dụ như là user, action user. Đó, hoặc là ABC đấy, action tôi chẳng đang ngắm. Được chưa? Đó. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có cái gì các bạn? Trong năm cái ảnh này thì nó sẽ là các icon thôi. Chúng ta dùng icon nhé, thống nhất dùng icon. Thì anh sẽ lấy tạm ba cái icon này, sau này chúng ta đổi sau. Đâu nhỉ? Ba icon anh vừa copy đâu nhỉ? Rồi. Anh sẽ đưa xuống đây 1, 2, 3. Đó, sau này chúng ta sẽ phải làm sao để cho nó hiển thị giống ở đây là được. Đó, ok chưa các bạn? Rồi, tiếp theo đến ảnh từ cái ảnh thứ
Này trở đi thì chúng ta sẽ copy bằng cách là chúng ta sẽ copy cái này lên này. Đó, và ảnh số 2 đi. Đó, được chưa? Rồi, anh sẽ copy cho hai cái còn lại. Đó, thì các bạn sẽ thấy chúng ta dựng được một cái trang bùng bét như thế này. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ xuống cái phần dưới này. Có lẽ là anh sẽ dựng đến đây thôi. Hoặc là có thể dựng hết. Phần shipping này. Shipping này chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ có một cái thẻ ULLI. Nhưng anh sẽ tạm gọi ở đây thành một cái tên thẻ mới để chúng ta dễ quản lý. Đấy, được chưa? Anh sẽ có một cái div gọi là container. Đây, như thế này. ULLI. Được chưa? Trong LI này chúng ta lại có danh sách các sản phẩm. À sorry. Trong LI này chúng ta có danh sách các phần này. Đó. Thì anh sẽ lấy ra các phần này như thế này. Không biết là icon kia có không? Hôm trước lớp mình đã cắt cái ảnh này chưa các bạn nhỉ? Hôm trước chúng ta có cắt không nhỉ? À, hình như là anh cắt ba cái làm một, thế nên anh sẽ dùng thẻ A ở đây. Đó, anh thể hiện ký tự khoảng trắng NBSP như thế này. Đó, và anh sẽ có một cái thẻ H3 ở bên dưới như thế này. Anh sẽ có class ở đây. Đó, được chưa? Và ở dưới anh sẽ có một cái thẻ pay. Đó, chạy lên. Đó, ok chưa các bạn? Đó, thì như thế này thì chúng ta xong được cái phần shipping. Đây, các bạn nhìn thấy này. Được chưa? Phần shipping của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần gì nữa? Promotion đúng không? Đây này, thông tin quảng cáo các thứ này. Thông tin giảm giá bán các thứ ABC. Thì chúng ta sẽ có promotion. Thì ở đây anh sẽ tạo ra một cái div như thế này. Ok chưa? Promotion là chúng ta sẽ có một cái container ở bên trong. Cái này hôm trước chúng ta đã cắt ảnh rồi. Thế nên ở trong đây anh sẽ nhúng ảnh vào. Đó. Thì chúng ta sẽ có promotion 1.png. Đó, như ở bên trái các bạn đang nhìn thấy kìa. Chúng ta có 4 cái từ 1 cho đến 4. À, 3 cái chứ. Đó, từ 1 cho đến 3. Đó, thì khi làm thì các bạn sẽ đặt tên như thế này để các bạn dễ kiểm soát và sau này làm cho dễ, đỡ mất thời gian. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có 3 cái promotion và đang có màu trắng nên các bạn sẽ không nhìn thấy gì đâu. Đây này. Ok chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có phần nào? Chúng ta sẽ có phần Product Future.
Có lẽ là anh sẽ làm đến phần product future thôi. Đó, chúng ta sẽ có phần product future. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có danh sách các sản phẩm thôi. Thì nó lại giống ở trên này. Nó giống ULLI ở trên này. Được chưa? Anh sẽ lấy nó xuống. Và chúng ta cũng có container. Nên anh sẽ copy nó xuống đây. Đó, chúng ta chỉ bỏ đi phần nào. Chúng ta chỉ bỏ đi cái đầu tiên. Đó, ok chưa? Ở phần trên mà có cái này. Đây này. Đây. Phần trên mà có cái này thì ở phần dưới này cũng phải có. Được chưa? Ok chưa? Còn những phần này thì sẽ giống nhau. Thế nên là anh copy xuống như thế này là được. Ok chưa các bạn? Product future. Rồi. Thế này chắc là chúng ta sẽ giản dựng hết đi nhỉ. Bởi vì buổi sau chúng ta không quay lại phần HTML nữa thì nó sẽ nhàn hơn. Đây, chúng ta chỉ còn phần này nữa thôi. Phần này các bạn sẽ thấy nó có hai phần bên trái và bên phải như thế này. Đó, được chưa? Hai phần này. Và mỗi phần nó lại có những cái phần đặc biệt ở bên trong nữa. Thì chúng ta sẽ xử lý nó. Thì ở phần này anh sẽ làm như sau. Thì toàn bộ phần này anh sẽ để nó footer đi. Anh sẽ đưa nó vào trong footer. Đó. Trong đây anh sẽ có ULLI. Lợi ý thứ nhất thì anh sẽ chính là cái ULLI đầu tiên. Có nhá, sẽ có bài tập. Mà bài tập nó chính là phần này luôn đấy. Bởi vì anh muốn như thế này này. Kinh nghiệm ở những lớp trước ấy, khi mà anh hướng dẫn lớp làm một cái giao diện này, sau đó giao các bạn một cái giao diện khác, thì cuối cùng đến cuối khóa anh nhận được cái sản phẩm nó rất ít bạn chịu làm. Nhưng mà nếu để các bạn, bởi vì sao? Bởi vì bây giờ anh làm như thế này, anh demo như thế này này, thì các bạn hiểu ấy, các bạn hiểu đến khi để các bạn làm lại ấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và sau khi mà các bạn làm được một cái này rồi thì các bạn làm cái khác nó sẽ ok hơn, thay vì việc là các bạn để cho các bạn làm một cái giao diện mới hoàn toàn ngay và không làm cái này nữa thì nó sẽ cái hiệu quả nó không cao bằng. Chính vì vậy cái phần bài tập của các bạn về nhà sẽ chính là cái giao diện này đấy. Đó, tuy nhiên lúc mà các bạn làm ấy, thì nó sẽ là theo hướng của các bạn, dựa trên những cái anh hướng dẫn. Đó thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đây, đối với phần footer thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này, anh sẽ có cái gì? Thì anh sẽ có cái ULLI cho cái này, LI đầu tiên này, LI thứ hai. Đó, thì anh sẽ dùng như thế này, LI thứ hai đây. Được chưa? Cái LI đầu tiên thì chúng ta sẽ có những thông tin gì? Thì đây là thẻ, một cái thẻ tiêu đề. Sau đó chúng ta sẽ có một thẻ đoạn văn ở dưới luôn, đây như thế này. Thì anh sẽ lấy luôn, chúng ta sẽ cố gắng lấy luôn những cái text ở đây đang có này. Đó, được chưa? Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái form ở trong cái LI đầu tiên. Ok chưa các bạn? Trong cái LI đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái form. Đúng rồi, input và button đấy. Thì chúng ta sẽ đặt nó vào một cái class để chúng ta xử lý cho nó dễ. Form. Trong đây chúng ta sẽ có một cái input. Các bạn thấy là phần HTML ấy, các thẻ chúng ta đang dùng ấy, tính đi tính lại nó cũng không vượt quá khoảng 10 đến 12 thẻ đâu. Nên là nó cũng khá là dễ nhớ. Chủ yếu là quá trình các bạn làm CSS thôi. Đó. Thì cái text của nó ở đây là gì thì anh sẽ copy sang. Đó. Ok chưa? Đối với LI thứ hai thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta đã có ảnh ở đây rồi. Thì chúng ta sẽ định nghĩa thành các span thôi, vì cái này nó sẽ không liên kết đâu cả. Thì anh sẽ để một cái là brand. Cái này nó sẽ là brand name ấy. Anh sẽ để là brand 1. Có 4 brand như thế này. 3, 4. Chúng ta sẽ có 4 cái brand name như thế này. Đó, được chưa? Phần còn lại thì rất là dễ rồi. Cái footer.
Thì footer này anh nó sẽ có phần copyright ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ có phần copyright ở đây. Chúng ta sẽ có dành riêng một cái tách này đi, cho copyright đi. Đó, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ có riêng một cái tách copyright và chúng ta có cái thẻ pay để chứa tách đó. Đó, ok chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có một cái nick ở bên tay phải. Anh tạo gọi là copyright ở phần bên tay phải này, danh sách những cái liên quan đến payment thanh toán ấy. Đây anh sẽ để là payment. Được chưa? Và chúng ta sẽ có danh sách các thẻ đi. Ví dụ chúng ta sẽ để là Visa này. Đó, PayPal. Nhớ mỗi hai cái này thôi. Anh chả nhớ gì nữa. Amazon. Metro và Amex. Đó, thì là chúng ta đã xong hoàn toàn về cái giao diện, à về cái bộ khung HTML. Các bạn nhìn thấy đây, nó rối tung rối mù như thế này. Chưa, anh muốn để phần animation này vì sao? Vì sau này chúng ta học sang JS ấy, cũng liên quan đến animation. Thì anh sẽ gộp lại và đấy có cái sự so sánh nó dễ hơn đấy, được chưa? Thực ra là trong quá trình các bạn, nếu mà các bạn đi làm web không phải làm game ấy, không phải làm web game ấy, thì animation lại sử dụng rất ít, cực kỳ ít luôn. Các bạn vào những trang animation của CSS ấy nhá, thì dùng cực kỳ ít. Nhưng mà những cái hiệu ứng ở trên các trang mà các bạn gặp thì chủ yếu là của JS. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi CSS cho nó các bạn nhé. Ở đây thì anh không sắp ghét sử dụng font nào cả. Anh sẽ lấy một cái Google font ra để chúng ta dùng. Có lẽ là anh sẽ sử dụng một cái font liên quan đến... Thôi đây, chúng ta sẽ sử dụng cái Rotobo. Rotobo font. Mười bốn hơi nhỏ. Rồi. Ok. Anh sẽ sử dụng cái phông này. Mà thôi, anh lấy cái phông lúc trước đi. Phông chữ lúc trước nó khá là đẹp. Rồi. Nó hơi đậm một tí nhưng mà nhìn nó khá là đẹp. Rồi, anh quyết định sử dụng phông lúc trước. Ok. À nhưng mà nó toàn bộ in đậm nhỉ. Cao, thôi rồi.
Rồi, ok. Anh sẽ dùng phông này. Cái phần import của nó đâu rồi nhỉ? Bao turbo này. Ủa, cái phần Getlink của nó đâu nhỉ lúc nãy? À đây, sorry. Đây, anh sẽ import vào file của chúng ta. Wow. Phong nhìn rất rối. Do anh add vào nhiều quá, rồi xóa bớt đi. Turbo thôi. Import vào. Được chưa bạn? Và body của chúng ta. Anh sẽ dùng phông này. Rồi, chúng ta xem là nó có sự thay đổi gì không nhé. Đó, ổn chưa? Có vẻ được rồi. Chúng ta cũng nhúng luôn cái gì? Chúng ta cũng nhúng luôn phông awesome vào. Hình như là chúng ta đang nhúng rồi. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành CSS cho nó. Thì khi mà chúng ta tiến hành CSS thì việc đầu tiên mà chúng ta làm các bạn biết là gì không? Chúng ta sẽ đi reset trình duyệt. Reset ở đây có nghĩa là gì? Thì khi mà các bạn sử dụng CSS ấy, ở trên mỗi trình duyệt khác nhau thì CSS nó sẽ đọc khác nhau các bạn nhé. Nó đọc khác nhau như nào thì anh sẽ để cho các bạn xem cái mà các bạn đang nhìn thấy ở đây này. Đây này. Thì ở mỗi trình duyệt ấy, cái khoảng cách giữa cái nội dung mà chúng ta định nghĩa ra nó sẽ cách so với viền này, bên trái và bên phải này các bạn thấy một khoảng đó, ở mỗi trình duyệt nó sẽ khác nhau đấy. Thì chúng ta trước khi làm chúng ta nên reset như thế này, ví dụ anh để là margin không, padding không, và anh sẽ để box sizing, cái này anh sẽ để bằng border box đó. Rồi thì lúc này các bạn sẽ thấy này, đó nó sát mép lại như thế này. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành CSS cho nó. Thì đầu tiên anh sẽ định nghĩa cái gì? Anh sẽ đi định nghĩa cho cái, các bạn thấy là chúng ta sử dụng cái container rất là nhiều từ đầu trang đến xuống dưới cái phần này này. Thì cái phần container này nó luôn luôn được bọc ở các thẻ tra. À, nằm trong các thẻ tra thì cái này nó sẽ quy định cái độ rộng của trang, cái độ rộng chung của trang ấy. Chính là cái phần mà chúng ta sẽ nhìn thấy như thế này này. Đó, sát mép như thế này này. Đây, đến đây. Đó, thì đây chính là cái độ rộng chung của trang. Được chưa các bạn? Thì cái container này anh sẽ quy định chung như thế này. Chúng ta làm vài cái chung trước. Chúng ta sẽ có cái class container. Anh sẽ để cái độ rộng max width của nó sẽ là 180 pixel và anh sẽ căn nó ra giữa 0 pixel. Auto thì anh sẽ đưa toàn bộ nó ra giữa như thế này, đó, kéo nó ra giữa, được chưa các bạn? Nhưng tí nữa anh sẽ nói đến cái slide này thì chúng ta sẽ có một vấn đề đối với slide, được chưa? Đối với thẻ A thì chúng ta sẽ loại bỏ gạch chân, thẻ A chung chung thì chúng ta sẽ tách decoration, chúng ta sẽ để là underline, thay vì underline là có gạch chân thì chúng ta sẽ để là none. Đó, được chưa các bạn? Rồi,
Sau khi làm một vài cái reset thì chúng ta sẽ bắt tay vào với nó. Đầu tiên là thằng header. Được chưa? Thế đối với header thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có thẻ header luôn. Anh để là 100% đi. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đó. Hai anh sẽ để khoảng 100 pixel. Đó. Ok chưa? Trong header thì chúng ta sẽ định nghĩa cái container của header. Container. Container lúc này nó sẽ có cái gì? Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ sử dụng flex để chúng ta đưa mọi thứ nó sẽ nằm ngang hàng như thế này. Đó, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh. Điều chỉnh cái gì? Chúng ta sẽ align item center như thế này. Đưa mọi thứ nó ra giữa. Giữa theo chiều dọc các bạn nhé. Thấy logo nó nằm xuống dưới chưa? Nằm dọc chưa? Và anh cũng sẽ set lại cái chiều cao cho nó bằng cái chiều cao trên, tạo ra cái sự cân đối. Đó, logo đây. Nó nằm giữa theo chiều dọc này, trên dưới này. Được chưa các bạn? Bây giờ anh sẽ định nghĩa logo. Anh sẽ quy định cái thằng logo này để anh đẩy cái thằng kia ra xa hơn. Chúng ta có thể dùng flex. Chúng ta có thể dùng flex để chúng ta chia họ. Chúng ta có thể dùng width cũng được các bạn nhé. Đây, anh sẽ dùng cách đơn giản để các bạn dễ hình dung. 35%. Nó sẽ chiếm khoảng 35%. Có nghĩa nó đẩy cái menu này ra. Ok chưa? Và chúng ta sẽ đi định nghĩa cho thẻ A. Nghĩa là thẻ A. Thì thẻ A của chúng ta nó có màu gì? Chúng ta sẽ phải xem. Thì đây là màu của thẻ A. Được chưa các bạn? Ok chưa? Phông sai cho nó. Trước hết là text transform. Nó sẽ phải chữ hoa. Phong size anh để khoảng 24 pixel này. Đó, ok chưa? Chạy thử lên này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái logo như thế này. Được chưa? Rồi, tiếp theo đến phần menu. Cái mà chúng ta nhìn thấy ở giữa ấy. Header menu như thế này. Đó. Thì đối với menu thì chúng ta sẽ có div menu như thế này. Được chưa? Ok chưa các bạn? Thì cái menu này nó sẽ có màu gì? Thì ở trong đây anh sẽ định nghĩa ra, đối với container thì chúng ta có một cái gọi là biến text color đi, cho nó dễ. Đó, text color. Và anh sẽ có màu này đi. Đây anh sẽ dùng var. Đó. Thì cái biến text color này nó chỉ có phạm vi sử dụng cho những thằng nằm trong header container thôi. Được chưa các bạn? Đó. Ok chưa? Rồi, thì menu này anh sẽ set cái width cho nó khoảng 45%. Đó, thì nó đẩy thằng này ra đây. Và đồng thời chúng ta sẽ phải đi xử lý cho cái li đúng không? Đối với li thì chúng ta sẽ làm như thế nào các bạn? Đây. À, UL chứ, UL nằm trong, đối với UL nằm trong menu thì các bạn xử nó như thế nào? Chúng ta loại bỏ cái gạch chân đen đen kia đi, list style tài năng. Đây này. Loại bỏ cái chấm chấm đen này đi. Chúng ta muốn cái danh sách này nằm ngang hàng nhau thì các bạn làm như thế nào các bạn? Các bạn làm như thế nào? Có nhiều cách đúng không? Có thể display block, à display flex cho UL không? Được các bạn nhé. Display hoặc là các bạn để kiểu inline cho LI. Đúng rồi, hoặc là flex. Cả hai phương án đều được. Đây, anh dùng như thế này. Nếu mà anh dùng như thế này thì cũng chẳng sai. Display inline block như thế này thì cũng không sai, hoặc là anh tí nữa anh sẽ show cho các bạn xem. Tùy thôi nhé.
tùy vào bài toán. Đây, hoặc là các bạn dùng như thế này cũng chẳng sao. Nhưng mà display flex thông thường nó sẽ dùng cho cái gì? Cho một cái khối lớn ở bên ngoài thôi, sau đó điều chỉnh những thằng ở bên trong, và trong cái thằng đấy, trong nội dung của cái thẻ mà chúng ta dùng flex ấy, nó phải có chứa rất nhiều thẻ thì chúng ta mới dùng, nên dùng như vậy, đúng không? Và đây ví dụ như là flex direction này, đây, align content bằng space around là sử như vậy, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ giãn ra. Nếu mà chúng ta set width cho cái thằng này này, set width cho thằng này cũng bằng 45% này. Tại vì cái LI này nó đang chưa có được một cái khoảng nên là nó chưa space around được. À có này này, chúng ta đang chưa thấy nó space around. Chúng ta có thể chuyển cái này, chuyển cái này xuống 30% thôi. Chuyển cái này space around. Anh đang dùng đúng à? Justify content, sorry các bạn. Đây, thì chúng ta có thể điều chỉnh cái này. À, không đúng rồi đó. Được chưa? Tạm thời. Thế nên là đối với những cái nhỏ thì chúng ta không nên dùng display flex như thế này, mà chúng ta nên xử lý đơn giản ở đây sẽ như thế này, và sẽ có margin right cho nó 10 pixel hoặc là 15 pixel gì đó thì nó sẽ hay hơn. Được chưa? Thì nó sẽ hay hơn. Hoặc là các bạn sẽ dành cái việc này dành cho thẻ A chẳng hạn. Đây này. Nếu mà anh làm phức tạp hơn thì chúng ta có thể định nghĩa lại tiếp vào cho thẻ A đây. Đó, kiểu như vậy. Thì thẻ A này nó sẽ có text transform bằng uppercase, kiểu như vậy. Color là gì đấy? Anh sẽ lấy cái màu xám này. Chúng ta lấy đúng màu thì nó sẽ ổn hơn. Đây. Sẽ có màu này. Đó, được chưa? Test đi. 0 pixel. Tốt không này. 15 pixel bên phải này, bên dưới 0 và 15 pixel bên trái. Kiểu như vậy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái menu này. Nó dính nhau như thế này. Thì tại sao vậy? Thì tại vì ở đây thẻ A của chúng ta này, LI này. OL này. Rồi, anh hiểu vì sao rồi, vì anh lại set width cho cái thằng này. Thì như thế này thì chắc chắn rồi, độ rộng của nó khi mà không đủ thì nó sẽ không thể sâu hết được cái danh sách menu kia đó. Chúng ta để như thế này, nhưng chúng ta có một cái class active cho cái thằng này có màu giống logo đây này, các bạn này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó. Chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái biến mà chúng ta đã dùng nó ở trên. Xem chúng ta có dùng được không. Active. Anh chỉ dùng chỗ A active thôi mà sao nó nhận hết này nhỉ. À sorry các bạn. Thế thì tạm thời anh sẽ để là first đi. Lời. Cũng phải sửa đấy. Đó, tạm thời như vậy đó nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái gì? Chúng ta sẽ nói đến ba cái icon này.
À, các bạn nhìn thấy là cái này của chúng ta nó là cái gì? Thì nó là một cái giỏ hàng. Search và một cái mo kiểu kiểu như vậy, anh sẽ search xem nào. Search này. Chúng ta tìm ngay được một cái khá giống. Không biết là có phải là Pro Rất may là nó không phải Pro. Thì chúng ta sẽ dùng nó được ở đây. Đó. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải CSS lại cho nó. Tiếp theo là cái gì các bạn? Cast. Chậm quá. Đây. Nhìn không thấy có cái nào nó giống phải không các bạn? Đây này. Anh sẽ lấy một cái gần giống thôi, đây. Cũng gần giống thật. Đó. Cast. Đây, anh sẽ lấy cái này, shopping cart. Nó là Pro. Wow, toàn Pro à? Này mà cũng Pro rồi nhỉ? Ok, còn những cái khác này. Đây, anh sẽ lấy cái này. Không phải Pro. Đó. Chúng ta sẽ có được cái này. Đây, được chưa các bạn? Cũng tương đối đấy. Đúng luôn đấy. Rồi, và chúng ta sẽ có cái gạch gạch ba cái gạch kia là mo, anh không biết tên là gì. Quay xong đây. Mo. Cái mo kia thể hiện cho cái menu thôi, anh cứ lấy tạm một cái gì đó đi. Thì mở ra đấy. Rồi, tạm thời như vậy, đỡ mất time. Đó, vấn đề của chúng ta là gì? Chúng ta cần CSS lại cho nó, cho cái gì thì chúng ta sẽ phải CSS lại ba. Anh thử nhé. Nó ngon luôn đó. Thì câu chuyện ở đây là chúng ta sẽ phải đưa nó ra, cái này sẽ có độ rộng như thế nào các bạn? Độ rộng một cái là 45, một cái là 30 rồi. Thì cái này width 75 rồi đúng không? Thì nó sẽ còn 25%. Đó. Rồi, ok. Và flex cũng ok rồi này. Đó. Cái thứ hai nữa là flex direction sẽ là n. Justify content sẽ là flex end. Đó, được chưa? Anh sẽ đặt nó nằm ở bên tay phải như thế này. Bây giờ anh sẽ CSS vào cho từng cái này, cho từng cái LI này. Thì ở đây chúng ta không thể dùng cái class này được các bạn nhé, mà chúng ta phải đặt cái class riêng của chúng ta. Ok chưa? Sẽ là header. Đó. Các bạn dùng chung sau này nó sẽ ảnh hưởng hết đấy. Anh sẽ dùng cái này.
Chúng ta định nghĩa lại một chút cho nó. Ví dụ anh để là mơ display block. Khi các bạn display block cái này thì nó cũng không không việc gì nữa đó. Và chúng ta sẽ để font size bằng 3m chẳng hạn. To thế nhỉ. .2m. Rồi. Margin right. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút. Đó, kiểu kiểu như thế này. Đó, được chưa các bạn? Đó, nó cũng cách một khoảng cũng lớn đấy, không nhỏ đâu. Rồi, ok chưa? Đó, vấn đề của chúng ta là trong cái này chúng ta có một cái tròn tròn trên này này. Thì chúng ta xử lý nó như thế này. Anh để một cái cursor là pointer ở đây. Để khi chúng ta di chuột vào thì nó có hình bàn tay này. Đó. Trong cái này của chúng ta, anh định nghĩa một cái thẻ span counter total product. Đó, anh có một cái total product như này ở bên trong đi. Ví dụ bằng 10 đi. Đó. Vấn đề chúng ta sẽ phải làm như thế nào đây các bạn? Thì chúng ta sẽ gọi đến cái header icon đầu tiên này để chúng ta làm. Đây, các bạn nhìn này. Anh sẽ sử dụng position ở đây để anh xử lý. Các bạn có nghĩ ra position ở đây không? Ừ, có bạn biết rồi đấy. Đó. Try. Position related. Đó, được chưa? Và trong cái first try này thì anh sẽ lấy ra cái gì? Anh sẽ lấy ra cái class này. Position absolute tốt bằng 0. Width anh để bằng 20 pixel, height để bằng 20 pixel, border radio 50%, background anh để background giống màu của cái gì? Giống màu của logo thì anh lấy theo màu text color này. Chạy lên. Có vẻ chưa nhận các bạn ạ. Anh viết bị sai cái gì đó. Relative này. Cái này chúng ta cũng cần phải có width 50 pixel. Ai 50 pixel. Rồi, ok. Anh hoàn toàn có thể di chuyển cái này. Cái span này, span của anh đang chưa nhận. Anh bị sai các bạn ạ, thảo nào. Đó, đây này. Ít nhất nó phải ra cái này. Đây, thêm color màu trắng, font size cho nó khoảng 12 pixel, đó, line 2, 20 pixel, text align center, đó, và anh di chuyển cái này về con số âm đi.
tương tự như này. Đó, được chưa các bạn? Đó, thì chúng ta sẽ đáp ứng được cái bài toán. Được chưa? Đó, thì đối với phần header tạm thời chúng ta sẽ có được cái nội dung như thế này. Khi chúng ta hover vào thẻ A, làm đến đâu thì gọn đến đó nha các bạn nhé. Thì chúng ta cũng sẽ có được cái nội dung như thế này. Đó, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm đến phần nào? Thì chúng ta sẽ làm đến phần dưới liên quan đến slider. Các bạn thấy là cái slider của chúng ta đang như thế nào các bạn? Nó đang bị ảnh hưởng bởi cái container width chỉ rộng được đến đây như thế này thôi và ra giữa. Nhưng cái ảnh này của chúng ta là slider nó full màn hình cơ. Đó, nên chỗ này cái container nó sẽ không còn phù hợp nữa. Đây. Thì anh tạm thời anh để là slider container. Thì các bạn sẽ thấy nó vẫn tràn ra như thế này. Đó, ok chưa? Nó phải như thế này mới đúng cơ. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta vẫn cứ làm từng bước một thôi. Quay trở lại đây. Chúng ta sẽ có start cho slider. Đó, được chưa các bạn? Anh vẫn quy định cái slider của anh có width 100%. Ok chưa? Block 2. Hai anh để chiều cao khoảng 500, hơn 500 pixel. pixel. Đó. Ok chưa? Đấy, cao đến đây thôi. Được chưa các bạn? Tiếp theo, cái này của anh cũng sẽ phải CSS cho cái ở bên trong. Thì cái này nó có độ rộng như thế nào? Slider này gọi đến cái thẻ container div container này. Anh sẽ có chiều cao 60 pixel và width anh để là 100%. Được chưa các bạn? Position anh sẽ để là absolute. Absolute của cái gì? Thì nó sẽ là absolute của cái position relative này, để cho mọi thứ nó sẽ nằm vào guồng như thế này. Đó, tất cả nó sẽ nằm đè lên làm một. À, sorry các bạn. Slide item thì chúng ta mới bắt đầu absolute rồi. Đây. Sau khi xong cái này thì anh sẽ gọi đến thằng item. Đây, các item ấy sẽ phải là absolute. Chưa? Position absolute thì các bạn sẽ thấy tất cả nó sẽ nằm đè hết lên, chỉ còn một cái các bạn nhìn thấy đây thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ đi quy định top bằng 0 và left bằng 0, xuất phát từ bên trái và từ phía trên xuống, từ trái mà sang. Và anh sẽ đi điều chỉnh cho cái ảnh của slide item. Width anh sẽ để chỉ khoảng 100% như thế này. Đó, ok chưa? Mark width thì nó sẽ 100%. Được chưa các bạn? Và chiều cao thì anh sẽ để đúng bằng cái chiều cao của thẻ kia, 560. Chúng ta những cái gì chúng ta phải fix cứng để cho nó chuẩn thì các bạn bắt buộc phải làm nhé. Đây, chiều cao fix cứng thì sẽ không vấn đề gì, không ảnh hưởng đến việc responsive. Được chưa? Rồi, ok. Đó, thì chúng ta xong phần slide. Nhưng phần slide này của chúng ta nó có cái gì?
Nó có mấy cái chữ này này. Đó. Mấy cái chữ này nó nằm ở đâu? Thì tất cả các slide item nó đều có cái chữ đó. Nó thuộc thẻ H2, span và small. Thì anh sẽ làm như sau. Anh sẽ mở cái đây, từ cái slide item này. Anh sẽ gọi đến H2 span. Chung luôn đi. Chưa các bạn? Transform form bằng uppercase, chữ hoa hết. Đó, ok chưa? Display block để cho nó không nằm ngang hàng nhau. Đó, và nó sẽ có cái gì nữa các bạn? Nó sẽ có một cái font size. Nhưng các bạn thấy là nó nằm tít dưới này này. Làm sao để anh đưa được nó lên? Thì chúng ta sẽ tất cả những thằng này nó nằm ở trong H2, đúng không? Chúng ta muốn đưa nó lên thì chúng ta sẽ phải position absolute cho nó lên. Lên đâu thì anh sẽ lên top 0 pixel 2 left xem để cho nó lên lại như thế này. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó lên. Ok chưa? Bây giờ anh sẽ điều chỉnh nó ra khoảng đây. Thì anh sẽ để cách tốt khoảng 40%, left khoảng 15%. Cái này các bạn có thể điều chỉnh tùy ý nhé. Được chưa? Không nhất thiết là phải làm giống như anh. Chúng ta để khoảng cách giữa hai dòng này bao nhiêu thì chúng ta dùng khoảng cách dòng line 2 bằng đúng cái chiều cao 26 pixel. Đó, được chưa? Thậm chí là chúng ta để khoảng cách chữ nữa thì chúng ta sẽ để letter spacing khoảng bao nhiêu thì cái này tùy các bạn thôi. Đó, nó sẽ như này. Ok chưa các bạn? Đó, thì các bạn sẽ được cái hình hài này. Và dưới nó sẽ có màu khác đối với cái thằng small này. Nó có sẽ có một cái màu bằng màu của logo. Thì chúng ta sẽ không cần phải nhớ mã màu nữa. Đó, cứ text color mà đưa thôi. À, text color lúc này còn phù hợp không? Không đúng không? Đúng rồi, bởi vì lúc này text color của nó mang màu ở trên rồi, đúng không? Anh sẽ định nghĩa một cái biến dùng chung, đó gọi là text color. Đó, và nó sẽ ghi đè, nó có khái niệm ghi đè nữa. Cái nào mà nó thuộc thuộc cái item ấy thì nó sẽ ghi đè, còn không thì nó sẽ lấy cái trên đó như thế này. Và anh sẽ lấy màu của logo đâu nhỉ? Anh sẽ lại va tiếp cái này của cái trừ trừ text color này đó, và trên này lại text color dùng chung ở mọi nơi đây. Không được, thế này vẫn phải định nghĩa riêng. Chúng ta sẽ dùng chung hết đi. Ok, được chưa bạn? Ui, dùng chung thì nó bị ảnh hưởng đây này. Thôi rồi, không ổn, không ổn. Chỗ này chúng ta sẽ phải để lại. T color. Đó, ok. Tại vì anh đặt trùng tên biến nên nó mới bị thôi. Không phải, đây này.
Anh để khác tên biến, nó sẽ dùng từ trên xuống. Đây này, dùng biến này. Giá trị của biến này sẽ đặt vào đây, sẽ là giá trị cho biến này. Biến này sẽ lại dùng được ở đây. Đó. Sau này các bạn đặt tên cho nó ý nghĩa hơn là được. Ok chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ xong được cái phần này. Được chưa các bạn? Phần dưới này thì sao? Ở phần dưới này thì sao? Đây. Thì đối với phần product thì chúng ta sẽ xử lý tiếp thôi. Cho cái phần best seller. Đây này. Thì anh sẽ làm tiếp cho phần best seller. Phần best seller này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hơi lằng nhằng một chút, bởi vì nó có nhiều thành phần ở trong đây. Start cho best seller. Đó, được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ định nghĩa cho thẻ này trước. Cứ để 100% toàn màn hình thôi. Được chưa? Ok chưa? Bestseller này nó sẽ có phần nào? Nó sẽ có phần UL. Style Style 5. Đó, được chưa các bạn? Cái riêng cái UL đầu tiên của phần bestseller này này, nó có thành 5 cái, 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi cái chiếm 20%. Được chưa? Nên là chúng ta sẽ chia luôn. Và trên này chúng ta sẽ để display flex. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy nó nằm như thế này. Đó, ok chưa? Sẽ làm như vậy. Các bạn tìm cho anh cái icon này đi, để lát anh thay. Tìm ở trên phong awesome chat lên cho anh, để anh thay cho anh nhanh. Đó. Thì ở đây UL anh sẽ định nghĩa cho LI thôi. LI thì mỗi cái sẽ rộng 20%. Các bạn có thể dùng flex basic nhé, set width, nhưng anh dùng luôn cái này để các bạn nhìn cho nó dễ. Và chúng ta sẽ để min 2 cho nó khoảng 200 pixel. Đó, ok chưa? Sau đó thì các bạn sẽ làm gì? Sau đó thì các bạn định nghĩa cho cái img này có max width thôi. Img của cái li này này có độ rộng tối đa thôi, thì nó sẽ không vượt quá được cái độ rộng tối đa này. Ví dụ anh để max width được phép là 250 pixel thôi. Đó, ok chưa? Và đồng thời chúng ta sẽ tạo ra cái khoảng cách giữa các ảnh, các LI này anh để là margin left đi. Đó, tạo khoảng cách ảnh. Các bạn nhìn thấy là cái phần danh sách ảnh này này, ảnh sản phẩm này, nó sát mép so với cái banner ở trên quá. Chúng ta sẽ tạo khoảng cách đối với cái này. Lên top khoảng 100 pixel này. Đó, được chưa? Thì nó sẽ tạo ra được cái khoảng cách ở đây. 100 hay lớn nhỉ? 60. Đó, ok chưa các bạn? Rồi, anh sẽ đi định nghĩa những cái dấu riêng cho bên sản phẩm trước. Thẻ A này, tên sản phẩm này, đây này. À nhập đây. Rồi giá này, anh định nghĩa cái dấu riêng trước nhé. Có màu gì? Các bạn zoom lớn lên mà lấy màu. Đó, được chưa? Xong ra cái màu này được nhỉ? Rồi 3333. Nó sẽ in đậm.
Đó, được chưa? Thẻ pay thì có màu gì? Màu của logo. Đó, các bạn thấy định nghĩa biến thì lúc này chúng ta không cần phải nhớ mã màu nữa. Chỉ cần nhớ tên biến thôi, nó đã nhàn hơn rất nhiều rồi. Thì nó sẽ nhàn hơn. Anh sẽ tạo cho nó khoảng cách với thằng phía trên. Đó. Ok chưa các bạn? Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm đến phần nào? Chúng ta có danh sách các icon. Các bạn tìm được cho anh icon chưa? Để anh thay thế nào. Ý. Đây à. Ok, anh sẽ thử nhé. Chuẩn bài luôn. Thank em. Hải nhá. Rồi, anh sẽ lấy này. Rồi. Được chưa các bạn? Thì chúng ta có danh sách các icon này. Đó, vấn đề chúng ta lại đưa cho nó nằm dọc lên trên này cơ. Thì chúng ta làm nó như nào? Chắc chắn rồi chúng ta sẽ lại ứng dụng cái position vào đây. Rồi, anh cứ đưa thằng này lên trên đã. Thì muốn đưa được cái thẻ deep action này lên trên thì thằng LI nó sẽ phải là position related. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái trong LI là cái action này này. Sẽ là absolute. Được chưa? Và các bạn sẽ thấy nhìn anh đưa lên này. Top bằng 0 pixel. Đó. Right bằng 0 pixel. Các bạn sẽ thấy nó nằm đâu? Nó nằm trên rồi. Đó. Vấn đề là làm sao để cái này của chúng ta nó nằm dọc các bạn. Đó, chúng ta có thể dùng flex ở đây không? Hoàn toàn đúng không? Display flex này. Đó, direction là call luôn. Flex direction. Đó. Được chưa các bạn? Đơn giản không? Đây, sau này bây giờ thì các bạn có thể xử lý nó. Anh sẽ đặt class riêng cho từng cái này nữa. Class ví dụ anh sẽ để là user action. Rồi, lúc này anh tự tin mà anh đặt cho nó vào đây như thế này. User action. Đó. Được chưa các bạn? Thì các bạn sẽ set cho nó một cái màu. Trước hết là color là màu trắng rồi. Đó, còn màu này chắc là màu của logo. À cũng không phải màu logo đâu. À đúng màu logo đấy. Thế thì chúng ta sẽ có background color nó sẽ là như thế này rồi. Text color. Đó, color thì màu trắng. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó. Được chưa? Thì do chúng ta mới đặt được một class là user action ở dưới này thôi. Nên chúng ta sẽ phải copy hết cho nó đủ. Đó, được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý một chút. Đó là chúng ta sẽ đặt padding 5 pixel đi. Đó, margin bottom 10 pixel. Cũng 5 pixel như thế này. Được chưa các bạn? Display block width khoảng 50 pixel.
30 hơi to nhỉ. 30 và Tech Align Center. Đó, ổn chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ được cái danh sách này. Đó, ok chưa? Các bạn thấy là nó sẽ có một khoảng cách với bên trên và bên trái nữa, bên phải nữa. Thì cái chỗ top không, mirai không, các bạn điều chỉnh lại là được. Ở đây này, các bạn chỉ cần để top 5 pixel thôi, right cũng 5, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy. Đó, ok chưa? Và khi người dùng hover chuột vào thì nó sẽ hiển thị bàn tay. Như thế này, anh để hover thì anh truyền cursor của nó pointer như thế này. Thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị bàn tay như thế này. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Và chúng ta cần làm gì? Cần ẩn nó đi. Chúng ta chỉ hiển thị khi nào? Chúng ta chỉ hiển thị khi hover vào sản phẩm. Có nghĩa là khi hover vào thẻ LI. Có đúng không? Chúng ta chỉ hiển thị khi chúng ta hover vào thẻ LI thôi. Đó. Đây này. Thì khi người dùng hover vào thẻ LI thì chúng ta mới gọi đến cái thằng action. Action display block. Thì lúc này các bạn sẽ ngay lập tức thấy được nó sâu lên. Bestseller UL hover. Thì chúng ta sẽ gọi đến thằng này chứ, sorry các bạn. Đây đây, sorry các bạn. Chúng ta sẽ gọi đến thằng action này. Đó, bài toán nó sẽ là như vậy. Chưa các bạn? Anh làm thêm một cái hành động này nữa. Anh sẽ pointer cho cả khi mà hover chuột vào thằng LI. Đó, nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Rồi. Đó, thì còn phần bên phải này đơn giản thôi, các bạn format cho nó giống với cái mà chúng ta đang nhìn thấy là được, nó là text thôi mà. Đó. Rồi ok, có lẽ là anh sẽ dừng buổi hôm nay ở đây các bạn nhé. Tạm thời chúng ta sẽ dựng đến đây đã. Buổi sau chúng ta sẽ dựng hết. Nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ chuyển nó sang Redmondship, chạy cho mobile. Rồi, thảo luận với lớp một chút. Các bạn có hiểu những cái anh demo không? Nhiệm vụ của các bạn là sẽ làm lại cái bài này ít nhất là đến cái phần mà anh đang làm, được chưa? Và phải nộp bài cho anh, ok chưa các bạn? Bạn nào làm tốt hơn thì làm hết luôn đi, bởi vì từ giờ thứ tư tuần sau cơ. Các bạn nộp bài và up lên Git cho anh nhé, ok chưa các bạn? Đó, bây giờ còn 4 phút thì các bạn điểm danh lên đây cho anh. Anh thấy cách điểm danh như chúng ta đang làm nó hiệu quả hơn. Chat lên đây, anh sẽ tổng hợp là được. Nói 2 tiếng liền cũng mệt quá, không muốn cậu gọi tên điểm danh nữa rồi. Đó, lớp mình có file Photoshop rồi thì các bạn chủ động làm các bạn nhé. Chúng ta chỉ còn xong phần giao diện này là chúng ta sẽ học sang phần JS đấy. Là chuẩn bị học xong Redis rồi thì lớp mình cũng chuẩn bị dần đi nhá. Rồi có ai có câu hỏi gì nữa không? Nếu không có câu hỏi gì nữa thì anh sẽ stop share nhá. Và anh sẽ pause video lại cho nó ngắn.